Chuyện gì vậy? Có một người từ Quảng Châu muốn đến gặp ông Lư Thế Anh. Là ở nhau mới đi làm đồng về phải không? Dạ, chào thầy ạ. Tôi đến sớm, mới gặp O Hoàn. Cho tôi chào O nha. Ông thật chính là thương nhân ở bên Tàu. Ông đi buôn bán, ghé thăm nhà mình ở chơi một thời gian. Nếu có ai hỏi, hay chị em cứ nói dạy cho tôi. Anh là ai thưa ông? Anh là chùm cộng sản Đông Dương. Chiều chiều ra đứng bờ sông, muốn về quê mẹ ở mà không có đò. À, tôi xa quê hương đã 17 năm. Kỳ này về xem việc công tư đan chèo. Ngoài việc củng cố cơ sở cách mình, tôi chỉ ước mình vượt núi băng rừng, đặt chân về đất mẹ. Dù chỉ một giờ, một khắc, rồi biệt xứ cũng cam lòng. Đêm nay nghe tiếng ru hời, thấy mình cô độc. Bôn ba giang hồ, nam từ hán thấy bốn phương đồng hồn mấy nước. Chỉ e mình phận mỏng, việc hiếu đề mẹ cha không tới. Việc trung với nước chưa xong, mà lụy phiền hóa tuyệt. Có nuôi con mòn nơ, mới biết công lao